Chào mừng các con đến với tiết học hôm nay. Hôm nay, cô trò chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu bài mỹ thuật lớp 4, chủ đề 6, thể hiện sự cân đối, hài hòa. Bài 13, sản phẩm thủ công truyền thống, 2 tiết. Mục tiêu bài học: học sinh nhận biết được cấu trúc, tỷ lệ, công dụng của một số sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam và vận dụng vào thực hành sáng tạo sản phẩm. Học sinh trưng bày, chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. Ở bài học này, các con cần chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, giấy màu, hồ sán, kéo, đất nặn. Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu hoạt động 1. Quan sát, nhận biết. Các con hãy quan sát những hình ảnh sau và nêu tên, chất liệu và công dụng của mỗi sản phẩm. Hình ảnh số 1 là hình ảnh chiếc đèn lồng được làm bằng vải, thường trưng bày vào dịp Tết. Hình ảnh số 2 là hình ảnh một chiếc quạt nan được làm bằng giấy. Hình ảnh số 3 là hình ảnh một chiếc nón lá. Hình ảnh số 4 là hình ảnh một chiếc gùi của người dân tộc được bện bằng tre, sử dụng khi đi làm đồng. Hình ảnh số 5 là hình ảnh một chiếc niêu đất được làm thủ công bằng đất sét, có thể sử dụng để đựng đồ ăn. Các con quan sát tiếp 3 hình ảnh sau và chỉ ra mỗi sản phẩm mỹ thuật được mô phỏng lại sản phẩm thủ công truyền thống nào. Sản phẩm số 1 mô phỏng lại chiếc gùi của người dân tộc. Hình ảnh số 2 mô phỏng lại chiếc nón lá. Hình ảnh số 3 là mô phỏng lại một chiếc giỏ đựng hoa quả. Để tạo ra được sản phẩm mỹ thuật mô phỏng lại những sản phẩm thủ công như thế này, chúng mình sẽ thực hiện như thế nào? Các con cùng nhau đi tìm hiểu cách thực hiện. Các con cùng quan sát 4 bước tạo sản phẩm nón lá. Bước 1. Vẽ một hình tròn và cắt đi một góc của hình tròn. Bước 2. Trang trí vào phần hình tròn còn lại theo ý thích. Bước 3. Tô màu sao cho hợp lý. Bước 4. Dán hai phần mép giấy sát với nhau để tạo thành hình nón lá. Các con cùng quan sát thêm 5 bước để tạo sản phẩm chiếc gùi đi nương. Ngoài ra, chúng mình có thể tạo sản phẩm nhóm bằng cách kết hợp nhiều sản phẩm của các bạn học sinh với nhau sao cho hợp lý. Để các con hiểu rõ hơn về cách thực hiện, cô xin mời các con cùng theo dõi một đoạn video ngắn sau đây.
Bây giờ là thời gian thực hành của các con. Nội dung thực hành: con hãy sáng tạo sản phẩm mỹ thuật mô phỏng sản phẩm thủ công truyền thống theo ý thích. Chúng mình cùng quan sát một số sản phẩm tham khảo của các bạn học sinh để có thêm ý tưởng cho bài thực hành của mình. Sau khi hoàn thành sản phẩm, các con hãy chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình với mọi người xung quanh. Cô gợi ý cho các con bằng hai câu hỏi sau. Sản phẩm của con mô phỏng sản phẩm thủ công truyền thống nào? Con nhận ra cấu trúc, tỷ lệ, màu sắc cân đối, hài hòa như thế nào trên sản phẩm của mình, của bạn? Sau khi chúng mình đã mô phỏng lại sản phẩm thủ công, các con hãy sử dụng sản phẩm của mình để làm gì? Con có thể mô phỏng thêm sản phẩm thủ công truyền thống nào khác nữa? Đây là nội dung vận dụng sáng tạo của bài học đấy. Các con có thể mô phỏng sản phẩm thủ công truyền thống bằng cách vẽ, cắt, dán, trang trí hài hòa, cân đối để tăng thêm vẻ đẹp cho sản phẩm. Bài học hôm nay của chúng mình đã kết thúc rồi. Các con cùng nghe dặn dò. Bài sau, bài 14, nông sản quê em, 2 tiết. Các con hãy chuẩn bị đất nặn, giấy vẽ, màu vẽ, băng dính hai mặt, bìa các tông cho bài học hôm sau. Tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con trong những bài học sau.